Cảm ơn quý vị đã trở lại với bản tin Hồi Từ Đốn. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị theo dõi phóng sự sinh hoạt của cộng đồng người Việt Công giáo tại Rock Hill, South Carolina do Bùi Văn Bằng thực hiện. Hôm nay thứ Bảy ngày 1 tháng 10 năm 2011, tại khuôn viên nhà thờ Saint Anne của người Hoa Kỳ, tôi Bùi Văn Bằng xin kính chào quý khán giả về sự sinh hoạt của cộng đoàn người Việt Công giáo tại Rock Hill, tiểu bang South Carolina. Chúng tôi được hân hạnh gặp linh mục phụ trách về ơn kêu gọi. Cha cho chúng con được biết nhiệm vụ của cha nơi đây như thế nào. Thưa anh Bằng và quý vị, tôi là linh mục Phêrô Nguyễn Văn Phong, đặc trách về hội bảo trợ tu đoàn Tông đồ Giáo chính Nhà Chúa tại Hoa Kỳ và Canada. Hội bảo trợ này đã được thành lập cách đây 15 năm. Năm 1996 và năm nay năm 2011, chúng tôi có xin Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 ban phép lành tòa thánh cho tất cả quý hội viên. Năm 2005 sau trận bão Katrina, tôi có đến giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam ở Virginia. Cha Thánh Sứ Vượng có chia sẻ với giáo dân của ngài như sau: có ba chi hội, có ba tu hội, hội dòng mang thuần túy người sáng lập là người Việt Nam. Thứ nhất là dòng Đồng Công, cha bề trên Trần Đình Thủ. Thứ hai, tu hội Tận Hiến, cha bề trên Tổng Quyền Việt Anh. Và thứ ba là tu đoàn Nhà Chúa, cha bề trên Giuse Maria Vũ Khoa Cử. Và tu đoàn đã được thành lập, nhưng bởi vì là sản phẩm nội hóa cho nên không có phát triển được. Kính mời tất cả quý ông bà và anh chị em tham gia. Ta về ta tắm ao ta, dẫu trong dẫu đục, ao nhà vẫn hơn. Là người Việt Nam, chúng ta cố gắng để phát triển và nâng đỡ những hội dòng thuần túy đấng sáng lập là người Việt Nam. Hai linh mục đầu tiên của tu đoàn Tông đồ Giáo xứ Nhà Chúa đó là cha Giuse Trang và cha Luca Bền. Và từ đó chúng tôi cố gắng với sự trợ giúp của Thánh cả Giuse Bổn Mạng của chi hội bảo trợ. Hiện nay tu đoàn Nhà Chúa tại Hoa Kỳ có 18 linh mục và số chủng sinh rất là khiêm tốn, chưa đếm hết trên đầu ngón tay. Riêng tại Việt Nam thì ơn gọi tương đối còn phát triển, cho nên số linh mục của tu đoàn tại Việt Nam hiện nay sấp xỉ 30. Và số chủng sinh, một số cũng đã học xong chương trình triết và thần học, có khoảng trên 40 thầy. Vì thế trong tâm tình này, chúng tôi tri ân tất cả những quý vị đã nâng đỡ tu đoàn Nhà Chúa bằng cách tham gia các hội bảo trợ để giúp cho các chủng sinh tu đoàn nói riêng và các chủng sinh giáo hội nói chung có phương tiện để tiến tới cái thiên chức linh mục và làm những người thợ lành nghề trong cánh đồng truyền giáo của giáo hội. Thưa trong bản nhiệm cũng như sơ ông chủ tịch và quý vị, con nhớ lời của cha Thánh John Bosco đã nói: phần thưởng trọng hồng nhất mà Thiên Chúa ban cho một gia đình khi tôi hữu là có một người đi tu làm linh mục, để mỗi một ngày lấy lễ đền tội cho mình và phần thưởng trọng hậu đó ngài cũng ban cho tất cả những ai biết tổ võ cho cánh đồng truyền giáo của giáo hội. Xin quý vị tiếp tay với giáo hội, với tu đoàn chúng tôi để mỗi một ngày cánh đồng truyền giáo của giáo hội có thêm nhiều thân lập lành nghề. Xin chân thành cảm ơn cha và nhiên cũng như tất cả mọi người. Thì anh, trong vấn đề mà anh kêu gọi ngoài vấn đề cầu nguyện, anh có những cái trở ngại nào để giúp cho tu đoàn Nhà Chúa hay không? Dạ, thưa cảm ơn anh. Thì cái việc mà trở ngại thì cũng có. Tại vì con người chúng ta là ai cũng là có bản tính con người hết. Có những lúc chúng ta suy luận rằng việc đó có tốt hay là không và có được hay là không. Thì ở mỗi lòng chúng ta, thì mỗi con người chúng ta hiểu, tự hiểu lấy mình. Và trong cái sự ở đâu, ở đợ và đời cũng có sự khó khăn hết, nhưng mà ở lòng mỗi người.
Thưa quý khán giả, biến cố đau thương của đất nước 30 tháng 4 năm 1975 đã xô đẩy một số lớn đồng bào Việt Nam phải lìa bỏ quê cha đất tổ để sống đời tha phương trên xứ lạ quê người. Người Việt tại thành phố Rock Hill thuộc tiểu bang South Carolina là một trong đoàn người đi tìm tự do trong cái sống của sự chết. Để duy trì tinh thần của 117 vị anh hùng tử đạo Việt Nam, họ đã quy tụ nơi đây và lấy tên là Cộng đoàn Fatima. Họ cùng nhau sinh hoạt và phát huy các phong tục tập quán của Việt Nam theo ý Đức Cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận đã dạy. Các con hãy coi đây như là một nước Việt Nam được thu gọn. Họ thực thi tinh thần bác ái vào các công việc từ thiện như bão lụt, giúp đỡ người nghèo khổ. Điển hình như ngày hôm nay, họ đã giúp đỡ cho tu đoàn tông đồ giáo sĩ nhà Chúa tại New Orleans thuộc tiểu bang Louisiana để đào tạo các tu sĩ. Quý vị nào có lòng hảo tâm xin liên lạc về Linh Mục Nguyễn Văn Phong, địa chỉ 13401 North Lemon Street, P.O. Box 29451, New Orleans, Louisiana 70129, điện thoại 504-289-2196 hoặc trang web www.nhachúa.net. Tôi Bùi Văn Bằng tường thuật cho SBTN tại thành phố Rock Hill thuộc tiểu bang South Carolina. Xin kính chào quý khán giả. Theo nhu cầu phát triển sinh hoạt hướng đạo của chi nhánh Canada, Hội đồng Trung ương Hướng đạo Việt Nam tổ chức khóa huấn luyện truyền thống hướng đạo và văn hóa Việt Nam từ ngày 7 tháng 10 đến 9 tháng 10 năm 2011 tại đất trại ở Tamara Uta, tỉnh Quebec, Gia Nã Đại. Sự hình thành của cái trại huấn luyện truyền thống hướng đạo văn hóa Việt Nam thì cái điều trước tiên nhất là bất cứ chi nhánh hay là miền phải có một cái yêu cầu lên cho Hội đồng Trung ương. Sau đó Hội đồng Trung ương sẽ duyệt cái chuyện đó và sẽ cử cái người khóa trưởng sẽ liên lạc với cái chỗ mà người ta muốn tổ chức, rồi phối hợp với cái chỗ đó và mình trở thành một cái trại để huấn luyện về truyền thống hướng đạo cũng như văn hóa Việt Nam. Đây là để mà phong trào được vực dậy. Thì mấy năm nay thì mình nhận thấy rằng là các trưởng cần có một cái sự huấn luyện, một tính cách thống nhất cho cái để mà cái phong trào hướng đạo Việt Nam của mình nó càng ngày nó càng được lớn mạnh mà mình được giữ vững được cái tinh thần văn hóa của chúng ta. Cho nên mình thấy rằng là vì nếu mà gửi một hai trưởng đi thì chưa chắc là chúng ta cũng như là đã truyền đạt được hết, thì phải cố gắng là coi như làm sao mà mình xây dựng lại rồi mình tích lũy gây quỹ để mà có một cái trại làm sao mà cho tất cả mọi người ở Canada được hưởng, hay là nói rằng được các anh về truyền đạt, thì đó là điều là tốt nhất. Qua 3 ngày trại huấn luyện, dưới sự hướng dẫn của 11 trưởng hướng đạo ở khắp Hoa Kỳ như California, Texas, Maryland, Virginia và Canada, các khóa sinh của Liên đoàn Lạc Việt ở Montreal, Hồng Việt, Calgary, Tránh đoàn Quan Trung ở Toronto, Pháp Luân ở Houston, Texas sẽ nâng cao sự hiểu biết về phương thức của hướng đạo Việt Nam cũng như văn hóa qua 12 khóa tập hợp hiệu lệnh trao cờ, nguyên lý và tôn trị hướng đạo, vai trò và trách nhiệm của trưởng, phương pháp hàng đội tự trị, mục đích của Hội đồng Trung ương Hướng đạo Việt Nam, những bài hát của Hướng đạo Việt Nam, những trò chơi, nghi thức tuyên hứa, văn hóa Việt Nam, bàn giao và phong nhận, cũng như chuyển đoàn sinh lên đoàn. Không chỉ mục đích của Hội đồng Trung ương là muốn duy trì và phát triển cái truyền thống hướng đạo Việt Nam và văn hóa Việt Nam cho những người Việt Nam ở hải ngoại. Chính vì cái điều đó cho nên Hội đồng Trung ương cố gắng tổ chức những cái khóa huấn luyện truyền thống hướng đạo Việt Nam và văn hóa Việt Nam cho các đoàn sinh, cho các trưởng của các đơn vị hướng đạo ở các quốc gia. Vì theo mỗi một địa phương, tùy mỗi quốc gia nó không có những cái truyền thống của hướng đạo Việt Nam. Thí dụ như là một cái nghi thức tuyên hứa, hay là cái nghi thức chào cờ, hay là những cái bài hát của hướng đạo Việt Nam.
Không có thì Hội đồng Hướng đạo Việt Nam với là tổ chức những cái khóa để bổ sức, bổ túc thêm cho những cái đó. Hoặc là nói về văn hóa Việt Nam thì nó là một cái lĩnh vực rất là bao la. Cho nên nó tùy theo mỗi một cái nhu cầu của một cái địa phương hay là của ban tổ chức của mỗi cái khóa truyền thống. Từ Houston, Texas, em nghe được các trại này. Em rất là cũng muốn đi, tại Hướng đạo là not just a, không phải một cái mình đi chơi thôi, mà mình đi, it's a lifestyle. Like to learn a lot of things, of new things to bring back to my linh đoàn. Cái tradition của Việt Nam, cái văn hóa của Hướng đạo Việt Nam. Because many, a lot of kids from my linh đoàn, they không có biết cái Hướng đạo Việt Nam là chính xác là gì. Đi just whatever, đem đồ dõi muốn đỡ biết nhiều thêm, để đem lại cho mấy em nhỏ đó biết Hướng đạo Việt Nam rồi cái truyền thống của Việt Nam là gì. Hôm nay em tới đi học cái khóa huấn luyện, em có điểm mong muốn gì em học ở đây? Em muốn học làm sao để cho làm một cái trưởng đàng hoàng, để cho sau này em có thể phụ mấy đoàn sinh khác, giống như mấy cái trưởng hồi lúc em còn đoàn sinh phụ em. Tôi đi tham dự cái trại này để mà giống như là ôn lại những cái gì mà ngày xưa của mình có khó học qua rồi đó, để mà truyền đạt lại cho các em hướng đạo Việt Nam ở Canada. Đây là khóa huấn luyện lần thứ 10 được tổ chức đầu tiên tại Quebec, Canada. Tất cả anh em sau 1975 đến nay, thì khi mà rời đất nước thì một số anh em của hướng đạo đã hình thành trở lại cái sinh hoạt của hướng đạo Việt Nam. Rồi từ đó tới bên này, mặc dù thời gian nó hơi xa, cho nên những cái phôi pha của cái tinh thần truyền thống dân tộc cũng như cái ý thức dân tộc cũng như cái truyền thống của hướng đạo càng ngày nó càng lệch đi một chút. Từ cái chỗ đó cho nên Hội đồng Trung ương mới quyết định là chúng ta hãy nên cố gắng gìn giữ lại cái truyền thống hướng đạo cũng như về cái văn hóa dân tộc. Do đó mới tổ chức ra những cái khóa như thế này để chúng ta, thứ nhất là chúng ta phát triển thêm cũng như duy trì về cái tinh thần của hướng đạo về truyền thống cũng như cái nền văn hóa dân tộc Việt Nam. Ok. Tamarakuta. 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 Kính thưa quý vị, chương trình truyền hình bản tin Hội Tình Đốn sáng hôm nay đến đây sẽ được tạm kết thúc. Xin thành thật cảm ơn sự theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình kỳ tới.